Trong khi ai cũng biết sư ơi sống dậy chứ mà sanh ra là hai bàn tay nắm chặt nè. Đó, có đứa bé nào sanh ra mà tay nó chẳng nắm, sanh ra là xu hướng nắm chặt, khó buông bỏ. Mà chết đi lại là gì? Nhắm mắt xuôi tay. Đó. Mà nhiều người đâu có chịu đâu, người ta nhắm mắt xuôi tay rồi banh cái tay của ông, của bà, của cha, của mẹ ra, nhét vô một cây vàng, nó cột cái tay lại để má xuống dưới có xài. Có phải vậy không? À, có nhiều người vậy đó. Mình phải tạo tư lương hành trang cho mình để má ra đi, má tự tại, má an lạc. Má chẳng có làm hồn ma bóng quế để chờ con đốt mấy cái đó cho má xài. Mà con có nhét vào tay má, đưa vào miệng, vào tai, cột vào trong hai cái tay, thì sư nói với các vị, tất cả đều vô nghĩa, không có cái gì mà sử dụng ở cái thế giới bên kia. Nhớ như thế. Cho nên cái xu hướng của con người là chấp thủ, là không chịu buông bỏ. Vì vậy khi chết người ta cũng rất là chú trọng cái chết. Chú trọng cái chết là tốt, tức là chuẩn bị hành trang để chết không sợ hãi, biết mình sẽ đi đâu, về đâu, đó là tốt. Nhưng con người ta lại không chuẩn bị tư lương và hành trang cho cái chết, mà người ta chuẩn bị cái mồ, cái mã, cái tháp, cái hũ cốt đó là bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, sa cừ, mã não. Và chuẩn bị cái đó nhiều hơn là chuẩn bị hành trang và tư lương để về cái chết. Đó. Cho nên ở Huế có cái huyện đó đó, là có một cái nơi mà để gọi là nghĩa trang. Thì những cái mồ mã ngoài đó còn đẹp hơn cả là cung điện đó. Bao nhiêu tiền bạc ta dồn vô để xây những mồ, những mã đó. Và khi chôn những cái thân xác đã chết đó, vào đó là tạo duyên cho cái hồn đó làm ma, làm quỷ mà giữ những cái nhà mồ đó. Vì nó đẹp quá, đẹp hơn cái nhà hồi còn sống nữa mà. Lấy gì mà đi siêu thoát ở đó mà giữ cái mồ, cái mã đó đi thôi. Cho nên vốn sống đã không buông bỏ, chết do không hiểu biết lại càng nắm chặt. Vì vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng có siêu thoát về cảnh giới Tây Phương nào hết. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta vẫn là một cái thần thức chấp đắm hệ lụy và khổ đau muôn kiếp. Các vị nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tuổi này mà còn không chuẩn bị tư lương với hành trang còn đợi chừng nào. Cái tuổi trẻ mà bây giờ còn về tu mấy ngàn bạn. Tuổi trẻ bây giờ nhiều bạn còn phát tâm là không sát sinh hại vật. Nhiều bạn còn dám phát tâm ăn chay trường. Nhiều bạn còn nguyện sống một đời thanh tịnh. Nghĩa là trẻ mà đã quyết tâm là thôi con không lập gia đình, con không có tạo thêm là nhà là nợ, vợ là oan gia, con là nghiệp báo, con chưa biết xuất gia được hay không, nhưng mà con quyết không tạo nghiệp. Tuổi trẻ mà bây giờ có những người thông minh như thế. Còn bây giờ các vị về đây sư cũng mừng lắm, dễ gì mà gặp bà con nó trong cái cục bàn tay này ngồi đấy. Mà cũng rất là nhiều người đang niệm Phật để chờ cái ngày Phật rước rồi. Vậy mà không chuẩn bị tư lương và hành trang, Phật nào mà rước? Chỉ có ma đưa lối, quỷ đưa đường mà thôi các vị à. Có đúng vậy không? À dạ đúng. Như vậy đầu năm gặp nhau thì phải chúc cho nhau những niềm an lạc. Pháp nào để an lạc? Đó là pháp buông bỏ. Nhưng mà giờ mở mắt là thấy vợ, thấy con. Mở mắt là thấy chồng, thấy cháu, thấy chắc. Nhà, cửa, ruộng, vườn, buông cách nào sư? Sư nói cái lời miệng vậy thôi. Tại sư ở chùa, sư buông cái rục tại chùa cũng phải của sư, phải không nào? Nhà, cửa là sư đã ly gia cách ái rồi. Sư nói buông cái dễ quá, chứ tụi con nói buông rất khó. Có phải vậy không? Mình phải công nhận sự thật là sư ơi, nói muốn hạnh phúc phải tập xả ly, phải buông bỏ. Nhưng mà buông bỏ khó lắm sư ơi. Nhưng sư nói cho các vị nghe, buông bỏ không có nghĩa là dẹp hết. Nói bát nhã sắc tức thì không, thôi dẹp hết. Khỏi ăn, khỏi nấu cơm, khỏi đi làm, khỏi gì hết, tại là không mà. Thì cái nồi chết queo sao? À, khó lắm mới được thân người này, cái rồi dẹp hết rồi chết sao? Cho nên cái buông bỏ mà sư nói này là không phải buông bỏ treo nồi cơm lên nằm chờ chết. Làm sao có chuyện dẹp hết, không làm, không gì hết. Cái đó mới là trốn tránh trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia đình.
Tại sao chúng ta lại chấp vào một cái pháp môn tịnh độ một cách vô minh như vậy? Cái pháp nào mà dạy các vị là bây giờ cứ ngồi yên, đừng làm việc. Vậy ai nuôi mình, ai lo mình? Trong khi mình đã bước vào cuộc đời là mình đã có nhân duyên, đã có nghiệp nợ với đời này. Thế rồi một ngày đó nghe pháp môn niệm Phật, cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, rồi là chắc chắn là Phật sẽ rước về. Như vậy là Phật rước kinh vị làm biến về cõi tịnh độ à. Tại vì chúng ta xác định là khỏi làm gì hết. Không phải. Cái buông bỏ này không phải là như thế. Cái buông bỏ này, trước hết các vị phải xác định là không phải buông bỏ, trốn tránh trách nhiệm của một con người. Nói các sư là sung sướng lắm, không có chồng, không có con, không có vợ, không có gia sản riêng, buông cái rụp. Nhưng mà mình ăn cơm đàn na tín thí nè, thì mình phải làm việc cho Phật, mình phải giúp đỡ cho chúng sanh. Chứ mà bây giờ tôi rảnh rồi tim kìm cái phòng, tôi đóng chặt cửa lại, tôi ngồi tôi niệm Phật, chết tôi có thành Phật ở trong không? Không đâu. Tôi ăn cơm đàn na tín thí mà, trừ những người nhập thất chuyên tu lập nguyện. Đó là chuyên tu, lại đó lại là một cái hạnh nguyện khác. Cái người ăn cơm đàn na tín thí thì phải là giúp cho chúng sanh. Tại vì cái người niệm Phật đó phải có đủ gì? Công đức. Phải đầy đủ niềm tin, phẩm hạnh, tin sâu, nguyện thiết. Tại đạo tràng nào tu tập cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Đức A Di Đà đó là thể tánh thanh tịnh của mình đấy nè. Và Đức A Di Đà Amita cũng là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà mình muốn về cõi A Di Đà, mình chẳng có chút công đức gì hết, mình cứ ngồi đó rung rung chân A Di Đà Phật đó rồi ông rước về trên đó làm sao được. Buông bỏ cái thói hư, cái tật xấu, cái tham, cái sân, cái si, đó ai cũng có hết. Và đầy nhóc, đầy ắp. Cho nên Kinh Phổ Hiền Đức Phật nói, nếu mà mình nhìn thấy nghiệp của mình thì sẽ thấy tràn ngập cả hư không. Sư chỉ cần mà quên chánh niệm cái là cái miệng sư đã có tội rồi đây nè. Sư không có dám nói ai, sư nói ngay sư thôi. Chỉ cần mình mất chánh niệm một cái là sư đã thấy, sư tạo khẩu nghiệp. Chỉ cần mất chánh niệm một cái là sư thấy tâm của sư đó, đã có những cái là phóng túng. Đó, có những cái sai lầm trong suy nghĩ và đưa đến sai lầm trong việc làm. Cho nên phải có cái pháp tu để mình nương tựa. Mà hàng Phật tử tại gia như các vị đó thì thường hay dùng cái pháp môn niệm Phật. Nhưng các vị tu pháp môn niệm Phật đó, các vị phải nhớ hôm nay sư dặn nè, phải buông bỏ lần lần đi. Chứ đến khi mà mình tin chắc, mình niệm quá trời đó, mình tu quá trời, và đến giờ Đức A-di-đà rước á, thì mình nói là thưa Ngài, để cho con vài bữa nữa, con chưa kịp bán cái miếng vườn đó, tiền con chưa có xử lý được, cho nên xin hẹn bán cái vườn đã, rồi tiền nó chia ra đã, cho con yên tâm. Thành ra là cũng đâu có buông được đâu, các vị thấy chưa? Đó, rồi nói con giờ đời khổ quá rồi, con thì Phật rước thôi. Một cái vị thanh niên còn trẻ, không biết bà vợ bà hung dữ rồi, bà khảo đảo rồi, bà cờ bạc sao đó, mà ông nói bây giờ con chỉ mong Phật rước thôi. Mà sư nói bây giờ chú nói như vậy rồi, Đức A-di-đà mà đến rước chú thì chú nghĩ sao? Cái tự nhiên cái ông nói rước làm sao sư, là đi luôn đó hả? Ta nói chứ làm sao nữa, chú mới xin đó. Cái này nói chứ cũng từ từ, vợ con nó còn trẻ quá sư ạ. Về trển dòm xuống mà thấy rồi chưa đầy, cỏ con chưa xanh mồ đó, rồi là nó đã đi bước nữa rồi, chắc con lại xin Đức A-di-đà đi xuống quá. À, đã không? Nói chứ buông bỏ khó quá mà. Cho nên nguyện á là cũng tập thôi, tập nguyện. Vãng sanh là mình xin tập lìa bỏ cái tham, cái sân, cái si của cái thế giới ta bà này. Chứ đâu có phải nói chuyện mà con nguyện vãng sanh cực lạc quốc là mình về. Mà đâu phải miệng nói nguyện mà mình đi cho đành, mà đi cho được. Tại vì mình còn nắm, còn giữ quá nhiều. Cho nên cái điều mà sư nói các vị phải tập buông bỏ, để mà đến khi mình nằm xuống đó, thì nằm thẳng đôi tay nghỉ, nằm thẳng đôi chân nghỉ, thấy lòng mình thảnh thơi mà ra đi. Cho nên sư thuyết bài pháp thanh thản lúc lâm chung. Bây giờ mà không tập buông bỏ, không có ai chết mà thanh thản mà lâm chung cả.
Các vị phải biết điều đó. Mà ngày hôm nay là ngày quan trọng, là bởi vì chúng ta đang được sở hữu thời gian và được nghe sư giảng đây nè. Đó là của mình nè. Chứ đừng có hẹn để mai anh chết em có buồn không. Anh xin bia đá tên tôi lần cuối. Đó là phải để di chúc lại có cái bia đá để tên tôi đồ này kia. Toàn là do di chúc với cái chuyện là bia đá với mồ mả không. Mà các vị có chịu mà có bia có mồ đó mà mình làm ma làm quỷ vất vưởng đi tới đi lui là giữ cái mồ không? À, vậy chúng ta cho một tràng pháo tay đó nào. Thì bây giờ đời con cháu nó muốn làm mồ làm mã gì, nó báo hiếu thì mình cũng A-di-đà Phật. Nó muốn thiêu đem cái hũ cốt vô chùa cũng A-di-đà Phật. Mà cái vấn đề là mình nắm chắc cái tư lương. Cái xác mình sao thì cái chuyện đó trả cho cát bụi. Bây giờ có rất là nhiều người phát nguyện là gì? Hiến xác cho y khoa. Họ đâu cần. Họ nói giờ tôi lo cái tâm thức của tôi nè, chứ tôi lo gì cái xác này. Cho nên bây giờ đã làm giấy tờ hiến xác rồi. Thân này chết mà còn nguyên vẹn, mắt mà còn là cho người mù, gan thận mà tốt là cho người bệnh. Họ đã phát nguyện, Bồ Tát đã hy sinh một phần thân xác khi còn sống. Vậy mà có người giờ là cứ lo đi kiếm đất để làm mồ, kiếm đất để xây mã. Là tại cái chuyện này phải nói ở miền Trung thiệt sự là các vị là sống cái nhà chết cái mồ. Nhưng mà nhà Phật sẽ dạy cho chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật có nói là ta chết rồi làm cái mồ như thế nào đâu. Tất cả đều thiêu và đổ cái thân xác thành tro bụi xuống sông Hằng. Hết. Mà cái thần thức người ta đã là về cảnh giới tự tại vô vi. Bữa nay nhằm cái ngày tu lên, sư giảng bài pháp buông cái gì đây? Tại giờ mình phải buông bớt. Mình bệnh là tại vì là sao? Là thấy con cái nó bất hiếu quá, đây không biết chết đứa nào, bưng di ảnh đứa nào đội bắt ngang. Có nhiều người vì vậy mà bệnh. Mà sư nói các vị hãy buông những cái điều đó. Mà cái chánh là lòng mình thanh thản nè, không giận con giận cái nè, không tiếc của tiếc cãi nè, không luyến tiếc mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là cái tư lương vững chắc. Phật lo mình không chịu, mình phó thác cho mấy thằng con bất hiếu làm chi. Cho nên cái buông bỏ của chúng ta trong bài pháp đầu năm hôm nay tại chùa Đồng Châu là buông bỏ những phiền não trong đời sống hiện tại, bớt đi những cái lợi cầu cho mình. Sư nói thật với các vị chứ, mình có phúc đức lắm làm người. Mình được nghe pháp nè, mình thanh tịnh nè, mình an lạc. Và mình không trân quý những cái pháp gọi là pháp hành thì cũng vô ích mà thôi. Có người tu á, đi đến tu tập nhiều để rồi sanh ra bệnh nói nhiều. Mình thì có khiếu hơn người ta, nghe qua cái nhớ, nhớ cái làm cái người là gì? Cái người nói nhiều. Tỏ ra là biết hơn người, đi đâu cũng nói hết. Mà bản thân mình lại không hành. Mình giảng người ta vô ngã, mình giảng người ta đừng tham, nhưng mình tham hơn hết. Nguy hiểm. Vì vậy, cái tu tập bát quan trai này để chúng ta phải tu. Ngày tu tập bát quan trai là ngày chúng ta thanh tịnh, buông xả muôn duyên để chúng ta được trọn vẹn cái phần công đức. Thì sáng vô thời pháp là sư nói rồi, quên bớt chuyện gì đi nghe. Đó. Bây giờ hỏi nè, ở đây Phật tử ai có an lạc không? Cái có, đưa tay hết. Cái rồi ở đây có ai á mà trong lòng không có biết giận hờn ai không? Thì cũng không ai dám giơ tay. Tại vì xét lại đó, không giận vợ cũng giận chút con, không chút con cũng giận thằng rể, không thằng rể cũng giận con dâu, không giận con dâu cũng giận cái bà hàng xóm. Có phải vậy không? Nếu các vị để trong lòng mình một cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi sợ, nỗi si, thì các vị đâu có hạnh phúc. Cho nên tôi chưa nói cái chuyện các vị buông bỏ vợ con nhà cửa, mà ở trong cái tâm của các vị buông bớt những sự giận hờn chấp nhất. Các vị mà người tốt bao nhiêu, sống tử tế bao nhiêu thì lại hay chấp bấy nhiêu. Tôi đâu có dạy đâu mà nói vậy. Tôi đàng hoàng quá mà sao nói vậy. Tôi tốt với bà quá vậy mà sao bà vậy. Nghĩa là cái người nào cảm thấy mình tốt bao nhiêu thì mình lại hay chấp bấy nhiêu. Còn cái người nào thấy rằng mình cũng còn quá nhiều lỗi lầm thì lại rất là dễ dàng tha thứ.
thì cái buông bỏ đầu tiên của các vị là hãy bỏ đi những hận thù chấp nhất. Cái cố chấp ai cũng có hết đó. Mỗi người chấp một kiểu khác nhau. Thì bây giờ tu tập cái bài học, điều lưu ý đầu tiên là buông đi những chấp nhất, buông đi những giận hờn. À, nghe thì rất là dễ đó, làm thì coi bộ hơi khó, vì trong tâm mình nó khúc mắc giống như là núi đồi chập trùng đi lên đi xuống. Cho nên con người ta nói mình san bằng giống như là một cái lưỡi kiếm trí tuệ mà đánh tan cái màn vô minh kia. Cho nên cái sự từ bỏ của Đức Phật nó quá vĩ đại. Còn nếu Đức Phật ngày xưa mà là một ông hành khất rồi đi tu, mình nói nghèo quá đi phải rồi, các vị sẽ nói như thế. Nhưng Ngài là một vị vua tương lai, sắp sửa lên ngôi hoàng đế, bỏ hết tất cả để ra đi. Thì cái sự đầu tiên của Ngài đó là buông tất cả để rồi được tất cả. Mà cái được của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đó là trí tuệ, là ánh đuốc sáng cho muôn loài thoát khỏi sự khổ đau. Cho nên mới nói, Đức Phật mới từng tuyên bố, ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Có những người lớn tuổi rồi, mỗi ngày có một cái thói quen là mở tủ lấy tiền ra đếm. Rồi cũng người có thói quen là một ngày lấy giấy ra đếm coi trong vườn giờ còn bao nhiêu cây, bao nhiêu cối, trong nhà còn cái gì, con nhiêu, cháu nhiêu, ngồi đếm, đếm cộng lại, cười mãn nguyện. Cũng có người đem ra tính toán một chập phiền não, đó là quá dài. Tại cái cười mãn nguyện nó biết mai nó còn đủ cho mình mãn nguyện không? Mà nếu nó ít quá, nó thiếu, nó suy, nó này nó kia mình buồn, thì mình cứ nghĩ chết, mình có mang cái mớ đó đi đâu mà buồn. Cho nên cứ tập buông xả lần lần. Sống tới đây nè, được quy y, được nghe pháp là hạnh phúc lắm rồi.